đàn trâu đang ăn cỏ. Nhiều quá. Đây, đàn trâu này là cũng đang được chăn thả ở trên một cái bãi đất rộng mênh mông. Đấy, giáp với cái bờ sông Hồng, gần cửa sông Hồng, gần cửa biển rồi. Chỗ này là phà xa. Chỗ này là một cái bãi đất ở ngay chỗ đường lên phà xa cao, ở bên thuộc địa phận của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Số lượng trâu đến hàng đến cả trăm con, cả trăm con trâu lớn nhỏ. Phía xa xa bên kia đó thì qua một cái cua thì lại một đàn bò. Đàn bò ước tính cũng phải đến khoảng 50 con. Rất là nhiều. Đẹp không? Trâu ăn rất là tập trung. Đấy, tập trung theo đàn. Đấy. Clip này nhằm giới thiệu tới mọi người là ở Việt Nam ấy, là nuôi trâu rất là nhiều. Nhà nào mà có một cái đàn trâu như thế này có nghĩa là có thể nói rằng đây là một đại gia rồi. Nhiều khủng khiếp. Ở phía xa kia nữa, nhìn từ xa tít ngoài kia thì là kia kìa, đấy là bò, đàn bò nữa. Có nghĩa quan sát thấy thì có thể là cả trăm con trâu cũng như là cả trăm con bò. Ở ngay phà xa cao bên Xuân Trường, Nam Định, cánh đồng rất là rộng, trâu nhiều, bò nhiều.